Hiểu. À, hết tàu mới hài đó. À, được.
Oh.
Rồi giờ nhỉ. Mới lên rồi. Cái cảnh nữa. Đấy. Thế mày nhỉ. Ta lên đi, ta lên đi. Dưới cơ. Biết thử đã khác rồi nhỉ. Mới lên cho mẹ, ừ, mới lên cho. Khỏe như này nè, được. Điều. Bỏng quá. Mẹ không dễ dàng. Ồ, đây rồi. Ồ. Chín chưa? Không không. Ừ, chín rồi nhờ không? Không có chua. Ôi! Sao chưa ra được không? Cái đi nhắn ăn được không nhờ? Nhờ? Cái đi nhắn 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 ăn nhờ? Đi, hãy đến hãy đi nhắn 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 ăn nhờ. Mới lên 14 hay là ăn cùng với mẹ ăn nữa. Cái bún nó được không? Cảm giác bỏ vậy. Rồi lấy cơ đi hả lấy ăn gì ạ? Cho hiếm bún nó non đi. Đi hả tỏ. Mày già với con này. Con ăn đi. Nghe nè. Ăn cái miếng ọt rồi. Như là ăn cái đó. Ngon không? Để phần bố mới nhỉ. Ồ, rơi rồi. Để phần bố về bố ăn với nhỉ. À, tay mưa rồi, dạ không nhỉ. Ông đi ngoan thế gì chứ giờ nhỉ. Ăn không mang ngày quán. Ăn không mang quán rồi. Bọn, bọn rồi, nó bọn quá. Ăn chẳng ăn nữa. Nó ăn rồi con. Ừ, bỏ nó mày. Tao muốn em thôi đi. Tao muốn hủy đi. Ô nhiễm. Không khí. Nó ra. Mẹ. Sao nhớ rồi. Thôi. À, nhớ sao ăn à? Mẹ xin nhé. Mẹ xin dần. Cho mẹ ăn nhé. Bữa ăn rắn quá. Ăn rắn nữa. Ngon nặng. Hmm?
Ui, dạ, ăn dẫn quá. Ui, ngon nha. Ui, cành đấn rồi các mẹ. Mẹ cành rồi, không cành rồi. Mẹ cành rồi. Có mẹ rồi, mẹ cành rồi. Ăn rồi. Mẹ thì thăm rồi. Mẹ thì thăm rồi. Đi xin nữa, đi xin nữa. Ăn thịt luôn cho các nhà. Nhà mấy con nhà buồn. Tăng à? Đi buồn đi lại. Ăn đớn quá. Ăn đớn được sang cái này. Ủa. No rồi à? Tí nữa nhé. Nó rồi một loại á. Đùm mấy lên nhé. Bỏ. Chó to ra rồi. Chó lưng nghe rồi. Ôi. Cái chú này nó mà kỳ cơ. Nó chó to ra rồi. Ừ, nó rơi, chó tụt cái ra rơi. Rồi. Ôi, hết chủ nữa nó rồi. Linh Lan trốn đâu rồi nhỉ? Tụt ấy nghe nó rồi. Ô được rồi, mới bế hết. Ô được rồi, lạ. Được rồi, phải đấy. Bế hết.